Thời đại nào cũng có những thứ mà nếu bạn xem thì chưa chắc bạn đã là trẻ trâu. Nhưng nếu bạn là trẻ trâu thì chắc chắn bạn sẽ xem. Nếu đối với Gen Z hiện nay là clip của các giang hồ 4.0, thì đối với thế hệ cuối 8X đầu 9X không thể không nhắc tới loạt phim Cổ hoặc Trai, hiểu nôm na là đám trẻ trâu, tên thường gọi tại Việt Nam là người trong giang hồ. Dựa theo tựa đề của phần phim đầu tiên, chuyện phim xoay quanh hành trình của Trần Hạo Nam, đẹp trai, trung tình, nghĩa khí, không thua kém gì Khá Bảnh, cùng người anh em xương máu Triệu Sơn Hà aka Gà Rừng và ba kẻ làm nền mà bạn không cần quá nhớ tên, Bao Đạt Minh aka Xào Bì, Bao Đạt Nhị aka Bao Bì và Lương Nhị. Ta được đi sâu vào những hiểm nguy trong giới tội phạm cũng như sự phát triển của thế giới ngầm Hồng Kông những năm 90. Tuy đạt được một số thành công nhất định, loạt phim cũng bị lên án ở nhiều nơi vì đã hình tượng hóa giới xã hội đen. Bạn cứ xem trẻ trâu Việt Nam là hiểu điều này. Lớn lên từ những khu chung cư mà ta có thể gọi là khu ổ chuột cao tầng, nơi vạn người phải sống chen chúc trong những căn nhà chật chội, cha mẹ mải kiếm sống qua ngày, hệ thống giáo dục thì chưa được hoàn thiện, khiến nhiều thiếu niên đã lầm đường lạc lối. Bước ngoặt của cuộc đời Nam xảy ra vào năm 1985, trong một buổi bùng học đi đá banh cùng anh em, Nam suýt đá trúng người A Khôn, một thủ lĩnh của Hồng Hưng Hội, băng đảng nắm chùm khu vực Vịnh Đồng La. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Nam tỏ thái độ thì bị A Khôn hất coca vào người, bị đập chai coca vào đầu, rồi bị đàn em Khôn lao vào chó đàn. May mắn được một thủ lĩnh Hồng Hưng khác là đại ca B bảo vệ, Nam cùng anh em liền xin được đi theo, chính thức dấn thân vào con đường trẻ trâu chuyên nghiệp. Tua nhanh đến 10 năm sau, những đứa trẻ này giờ đã khôn lớn, trở thành những trợ thủ đắc lực của anh B và có hợp đồng giết thuê đầu tiên của riêng mình. Trong khi Nam cùng anh em tiếp cận đối tượng Ba Bự tại một quán massage lành mạnh, thì Gà đi lấy vũ khí và được gặp Mục Sư Lâm. Đúng lúc thang máy mất điện, anh thanh niên à, bỏ băng đảng theo Chúa đi, ông giỏi thì kêu Chúa sửa cái thang máy này đi. Wow, ông quen Chúa dữ vậy à? Vậy khi nào rảnh qua uống trà nha. Lúc này Bao Bì đánh lạc hướng được đám vệ sĩ bằng cách trà xá bông nhảy vào bồn tắm công cộng, như một thằng thiểu năng tạo điều kiện cho Nam tấn công Ba. Hắn chống trả quyết liệt và chạy được ra đường lớn, nhưng vẫn bị Nam tóm lại rồi giết hại công khai. Sau đó ta được biết Ba Bự là anh em kết nghĩa của A Khôn và vẫn còn nợ Khôn 20 triệu chưa trả, khiến Khôn lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trở lại với nhóm của Nam, hiện đang tổ chức ăn mừng cùng đại ca B tại một quán bar của Hồng Hưng. Tuy đang tiệc tùng nhưng anh B cũng không quên dặn Nam về mặt trái của băng đảng: một chân thì phải chuẩn bị ở trong tù, chân còn lại thì phải chuẩn bị đi gặp Diêm Vương. Lúc này A Khôn cũng đến và cả khi anh B, vì dù cũng là người Hồng Hưng nhưng hai bên không ưa gì nhau cả. Còn ở bên ngoài quán bar, xe Nam không cánh mà bay xa. Anh Nam, xe anh bị người ta trộm mất rồi kìa. Cái gì? Đứa nào mà to gan quá vậy? Mình có đi báo công an không anh? Mày ngu lắm, mình là dân giang hồ mà. Xe mất thì dĩ nhiên là phải đi Sài Gòn tìm rồi. Nhóm của Nam đến gặp anh chủ bãi xe nhảy. Giang hồ mà, ai chẳng có sĩ diện. Không những không hợp tác mà ảnh còn thách thức Hồng Hưng, nên bị đập cho một trận tơi bời. Rồi khai ra thủ phạm là cô gái Cà Lâm A Tế. A Tế gọi điện hẹn Nam ra gặp để chuộc xe, nhưng lại không gọi được ông anh xã hội đi cùng, nên đành nhờ Nam bảo kê. À, anh chính là Trần Hạo Nam à? Đúng rồi. Ba chục ngàn là 90 ngàn à? Này này, người ta Cà Lâm đừng có phá, đừng nói tôi không cảnh báo nhá. Đại ca của tôi là chuyên gia tỉa nến, ông Hoàng đọc lệnh, có 9.999 đàn em đấy. Cô Cà Lâm này giỏi lắm đó nha. Bao Bì kiểm xe xong một hồi mặc cả giá như mua rau ngoài chợ, Nam trở mặt bắt A Tế đi chơi xa trên con xe tay ga. Đến đoạn đường đèo mà la cũng không ai ra. Tại đây Nam bắt A Tế ăn chục rổ bánh bao xá xíu. Gà thì để lại đoạn punchline: Tế đã tới đây ăn bánh bao. Rồi cả hội bỏ về. Hôm sau, A Tế dẫn đại ca đến dằn mặt, nhưng trước sự lầy lội của nhóm Nam và sự cun ngầu của đại ca B, băng A Tế phải mối mặt đi về. Đại ca của A Tế còn nói sẽ bán cổ vào lầu xanh. Thấy được đà thăng tiến của Nam, A Khôn hẹn anh để dụ dỗ theo mình đóng phim con heo. Nhưng Nam thích tóc dài chứ không phải đầu chọc đa tài, nên từ chối rồi bỏ về. Đang về thì thấy A Tế bị đem đi thử vai, thấy cũng tội nên không mặc kệ. Nam ra tay ứng cứu, nói cổ là bạn gái mình. Từ đây A Tế thành bạn gái Nam thật. Bài học rút ra là đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Lúc này Mục Sư Lâm đang giảng đạo cho Gà, thì bố của bạn gái Gà, tôi tạm gọi là Gà Mái, vốn là một lão đại trong vùng, hùng hổ bước vào. Anh là Gà? Dạ. Anh đã làm gì con gái tôi chưa? Mà nếu có làm gì thì nhớ dùng bao đấy. Dạ có, con thường dùng tận 2 cái lận. Không đủ, phải xài 3 cái. Này ông là TikToker ấy, sao mà dạy bọn trẻ cái kỳ cục vậy? Thôi thôi, đi nhanh. Anh là người của Hồng Hưng thì cũng đáng làm rể của tôi đấy, đối xử với nó tốt nhé. Dạ. Sau đó, đại ca B đưa Nam và Gà đến gặp ông Tưởng, trùm cuối của Hồng Hưng. Ông Tưởng rất ấn tượng với thế hệ trẻ và giao cho họ một nhiệm vụ mới tại Macau. Do đã được gửi gắm, Gà dẫn Gà Mái đi theo, trong khi Nam đi gặp Cường, một đàn em của A Khôn, để bàn chiến thuật. Gà được đặc cách cho đi hẹn hò trước khi tập trung, nhưng do bản tính ham gái, Gà bị cô người mẫu trang bìa Playboy dụ dỗ, bỏ lại Gà Mái một mình để bị bắt cóc. Không những thế, cô người mẫu còn gọi thêm đôi bạn song sinh, khiến Gà mất cả đêm để lâm trận. Đến sáng ngủ quên cả anh em, Nam không gọi được cho Gà nhưng vẫn quyết định làm theo kế hoạch và bị dính mai phục, Xào Bì phải bỏ mạng. Còn Nam được Cường giải cứu trong phút chót. Nào ngờ tất cả chỉ là cái bẫy của A Khôn. Nam và Gà Mái bị chuốc xuân dược, phải ái ái ân ân để Khôn quay clip, mang theo dằn vặt do đã vì lùm bỏ bạn. Thêm ức chế vì bị anh em xương máu NTR,
Gà quyết định dứt áo ra đi, sang Đài Loan làm startup, đem theo chiếc đồng hồ Rolex Nam gửi cho làm vốn. Không lâu sau đó, trong cuộc họp thủ lĩnh thường niên của Hồng Hưng, A Khôn đã đổ lỗi cho đại ca B làm hỏng việc ở Macau và nói rằng ông tưởng không công tư phân minh. Sau một hồi tranh công chối tội, chốt lại là cần một cuộc bầu cử dân chủ để tìm ra sếp tổng mới. Hầu hết mọi người đều ngả theo A Khôn, chỉ trừ đại ca B bỏ phiếu chống. Rồi A Khôn lại dùng đạn băng của Nam và gà mái để ép Nam phải rời khỏi Hồng Hưng, nhưng trước hết phải chịu phạt bằng cách châm nhang vào người. Mà để châm được thì phải cởi áo, vì chỉ có người của Hồng Hưng mới được mặc áo của trùm cuối. Sau bàn áo có tâm nhất vịnh Bắc Bộ. Tại đây chúng tôi có đầy đủ mẫu mã của các phim và game nổi tiếng. Hãy mua áo của trùm cuối để trải nghiệm cảm giác vua mặc long bào và không cần đẹp trai vẫn có nhiều đứa yêu. Hoặc không. Trở lại với phim, sau khi bị đuổi thì Nam về quê mở một quán rượu với A Tế và anh em, không còn liên quan gì tới bang hội. Chỉ còn đại ca B thi thoảng ghé chơi. Thấm thoát 10 tháng trôi qua, nhưng tưởng những ngày tháng bình yên sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng người tính thì không bằng máy tính. Do A Khôn biết đại ca B vẫn một lòng chống đối, hắn quyết định ra tay trừ đi cái gai trong mắt. A Khôn cho người bắt cóc vợ con đại ca B để ép anh phải ra một bãi đất trống, rồi tra tấn và chôn sống cả gia đình. Cái chết của một thủ lĩnh Hồng Hưng là một sự kiện gây chấn động, khiến cánh nhà báo lẫn chính phủ thuộc địa đều phải chú ý. Dù đã không còn là người Hồng Hưng, Nam vẫn cùng anh em tới đám tang, quỳ xuống xin được thắp nhang cho lão đại. Do Nam đã đi theo đại ca B từ nhỏ, các thủ lĩnh Hồng Hưng thương tình cho phép, nhưng Nam phải đi bằng đầu gối và chịu đòn trước khi tới được bàn thờ. A Khôn tới chết vẫn không tha, vác xác tới cả đám tang để cà khịa và bị mục sư Lâm đá lệch mồm. Sơ à? Ông ta đá tôi. Sila bùm ba là bùm. Ông nói cái gì ấy? Ông bảo ông không thấy gì hết. Có mặt của nhân viên chính phủ nên A Khôn không quấy rối thêm mà cho đàn em đến đốt quán rượu của Nam. Mất trốn dung thân, Nam bắt đầu đi tìm các xác xin tài trợ để trả thù. Tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt thì gà bất ngờ trở về, mang theo chiếc đồng hồ của Nam cùng một chỗ đứng vững chắc tại Đài Loan. Bỏ qua chuyện cũ, các cậu bé tại khu ổ chuột cao tầng năm nào nay đã đoàn tụ. Nam đưa gà đi viếng mộ đại ca B và cùng nhau lên kế hoạch trả thù. Họ mua chuộc các thủ lĩnh khác của Hồng Hưng, đập phá các điểm làm ăn của A Khôn, đồng thời báo cho chính phủ về xưởng phim heo kiêm kho mai thúy của hắn. Nam và gà thì đốt một quán bar để trả thù cá nhân lần một. Bao bì thì nhân sinh nhật mẹ của A Khôn tặng cho bà một trận đòn để dụ A Khôn đuổi theo mình vào một con hẻm nhỏ, nơi Nam đã đứng đây từ chiều để kể tội A Khôn. Nhân chứng đâu, bằng chứng đâu? Kia kìa, xin lỗi nha anh Khôn. Thằng chó, ta cho mày 5 triệu qua Mỹ sống rồi cơ mà. Thì tôi cho nó 15 triệu đó. Nam à, kể ra thì mình cũng chơi với nhau từ nhỏ. Đương nhiên rồi, anh làm gì với tôi nhớ hết. Nam hất coca vào mặt A Khôn, đập chai coca vào đầu Khôn, trả thù cá nhân lần hai. Bao bì lao vào đánh ké, nhưng sơ sẩy để bị giật mất khẩu 2.1. Lương Nhị nhanh trí chạy đi, báo cho một anh cảnh sát gần đó. A Khôn vừa lùi khỏi con hẻm thì bị anh cảnh sát headshot, kết liễu một cuộc đời khốn nạn như bao bạn trẻ trâu khác. Còn mấy cái thứ nghĩa hiệp này nọ thì cũng có đấy, nhưng chủ yếu là trên phim thôi. Tổ trọng án sau đó đến dọn dẹp, anh cảnh sát nọ được báo chí tôn vinh. Còn ông Tưởng cũng trở lại vị trí lãnh đạo, đón Nam về với đại hội Hồng Hưng. Từ ngày hôm đó tại khu vực Vịnh Đồng La, cái tên Trần Hạo Nam không ai là không biết tới. Kết luận, khi đánh một thằng nhóc hãy dùng chai Pepsi. Trong phần 1 của loạt phim Người trong giang hồ, chúng ta đã theo chân Trần Hạo Nam cùng anh em trong hành trình gia nhập băng đảng, cũng như những cuộc thanh trừng đẫm máu trong nội bộ Hồng Hưng, với cái kết là cái chết của Sào Bì, Đại Ca B và A Khôn. Mở đầu phần 2 thì ta quay ngược thời gian một chút, khi gà một mình bỏ sang Đài Loan để lập nghiệp, thân cô thế cô chỉ còn một đồng xu dính túi. Gà quyết định chơi lớn tung đồng xu để đổi đời. Ra sấp thì đánh con 38, ra ngửa thì đánh con 83. Cơ mà đã đen lại còn lắm lông, đồng xu không ra sấp cũng chẳng ra ngửa, mà lăn luôn xuống cống, không còn cách nào khác. Gà phải mang đồng hồ của Nam đến gặp Sắc Bình gọi vốn, rồi trích ra một ít để mua con Rolex 200k ở chợ Đồng Xuân. Tôi sẽ không spoil là ngay đêm đấy bị vỗ cái rụng luôn. Sau đó thì gà gặp lại được anh họ của mình là Rùa, và được giới thiệu với giang hồ hệ chính trị Tommy Shelby Đài Loan, aka Thượng nghị sĩ Lôi Công, ông trùm của băng Tam Liên. Rùa là tài xế của ông này, uy tín ngời ngời, nên xin được cho gà vào đội vệ sĩ và làm việc dưới quyền của anh mặt ngầu này. Anh này thì không cần nhớ tên đâu, nhưng mà cứ nhớ mặt nhé. Sau khi hộ tống Lôi Công trong một cuộc vận động tranh cử, thì gà được đưa đến thăm mộ vợ ông ta và được gặp vợ bé của Lôi Công là Đinh Giao trong một bộ kimono. May là ở Đài Loan chứ mà ở Trung Quốc là bị công an tóm rồi. Giang hồ Đài Loan thì thích cosplay giang hồ Nhật Bản, nên là gà cũng nuôi mộng cosplay anh nhân viên may mắn. Khi được Lôi Công lệnh cho đưa Đinh Giao về thì cũng ra sức thể hiện lấy le. Hôm sau thì gà theo Lôi Công đi Hoa Sơn luận kiếm tại tòa nhà Quốc hội Đài Loan. Lôi Công tuổi già sức yếu bị một giang hồ hệ chính trị khác đánh vỡ đầu. Lão vừa đi vừa chửi, lúc nào cũng thế, bị đánh xong là chửi. Ai cũng tự nhủ chắc nó chừa mình ra, chỉ trừ gà là thủng được câu: đứa nào giết được thằng kia ta cho luôn cái băng của nó. Gà phê lắm, đúng ý nhà thơ rồi. Thế là được thể hiện thế mạnh của mình, đó là tay nhanh hơn não. Sau khi le ve hóng được chỗ anh kia đang ăn tiệc, thì gà cứ thế lừng lững một mình tiến thẳng vào nhà hàng. Mà công nhận anh kia nhìn xa trông rộng, mấy cái vòng hoa ở hành lang nhìn cứ như bày sẵn để tiễn anh về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Gà bật cửa xông vào, xả nguyên băng đạn giúp anh hoàn thành tâm nguyện, rồi bỏ chạy té đái vì xông vào đây có một mình. Sau một màn đấu kiếm nhật giữa mấy anh giang hồ người Hoa, tưởng gà đã liệm thì may Đinh Giao cưỡi con Spacey chiến tới cứu kịp thời và đưa gà đến suối nước nóng sau nhà để trị thương. Cứ tưởng suối nước nóng chỉ có ở Nhật thôi chứ.
ở Nhật trai gái hay tắm chung lắm, nhưng đây là ở Đài Loan mà. Má mới tên là Ngọc, ông già mới tên là Tuấn. À nhầm, má tao người Nhật, ông già tao người Đài Loan. À lại Nhật à? Thế biết đóng phim hành động không? Sáng hôm sau, Lôi Công đến thăm gà. Ông rất khâm phục sự dũng cảm, hay nói cách khác là sự máu chó của gà, và cũng không có vấn đề gì với việc vào vai ông chồng già bất lực cả. Sau đó Lôi Công cho phép gà cặp với Đinh Dao. Khi hay tin đại ca B tử nạn thì còn cho gà tiền và người để về Hồng Kông trả thù. Đấy là cái đoạn cuối phần 1, xong phần hồi tưởng. Giờ thì tiếp tục câu chuyện sau khi Nam và gà trả thù A Khôn. Hãy nói qua về một số nhân vật mới khá quan trọng, hoặc là không. Đầu tiên là Cây Cây, bạn thân của A Tế, đến buổi khai trương quán bar của Nam và thành bạn gái Lương Nhị. Vỏ Chuối, một thiếu niên hip hop, trong một lần bị bắt nạt được Bao Bì cứu và nhận làm đàn em. Lúc đến ra mắt thì khiến Nam và gà bần thần, vì cùng diễn viên với người anh em xào bì quá cố. Và quan trọng nhất là Đại Phi, đối thủ chính của Nam trong cuộc chiến kế thừa đại ca B tại khu vịnh Đồng La. Số là sau khi ông Tưởng trở về lãnh đạo Hồng Hưng thì các đà trưởng đều phân vân giữa Nam và Phi, nên quyết định chia đôi địa bàn của anh B giữa hai người. Ai làm ăn tốt hơn thì sẽ thừa kế toàn bộ. Nhưng quán bar của Phi thì lại vắng như là đang cách ly mùa Covid. Chỉ có nhõn hai ông khách thì lại đòi bùng tiền vì tay vịn không vừa ý. Hóa ra là nhân viên của quán đã bị Cây Cây dụ hết sang làm bên quán của Nam. Sau đó thì gà đến gặp Lôi Công khi ông đến Macau lo công chuyện, và được nhờ sắp xếp một cuộc gặp với ông Tưởng. Đơn giản thì là để nhờ giúp Tam Liên thâm nhập thị trường casino ở Macau. Nhưng mà ông Tưởng không chịu, Macau đã loạn lắm rồi, không cần thêm mấy ông đài nhảy vào đó. Lôi Công liền dở mặt chuyển qua hăm dọa, nhưng ông Tưởng vẫn mặt lạnh như tiền, bảo là giỏi bán đấy, rồi bỏ về cùng Nam. Trở về Hồng Kông thì Nam lên kế hoạch cầu hôn A Tế. Anh giấu nhẫn cưới trong xe để A Tế tìm rồi đi mua nước. Nhưng mà dầm, động đất à? Không phải đâu, đấy là Đại Phi đang a cay. A Tế bị tông xe đến bất tỉnh phải nhập viện. Một loạt điểm làm ăn của Nam bị tấn công. Cây Cây thì bị Đại Phi bắt để ép Lương Nhị trộm sổ kế toán của Nam. Lúc này thì ta biết Cây Cây là em ruột của Phi, còn Lương Nhị sợ người yêu bị hiếp thì cũng đi ăn trộm thật. Trộm xong mất tiền thì Lương Nhị lập tức nhận tội với Nam. Nam lại chết lý anh em như một thằng giang hồ 4.0 rồi bỏ qua chuyện cũ. Gà lúc này cũng quyết định rời khỏi Tam Liên sau khi Lôi Công lật mặt, nhưng Đinh Dao lại xuất hiện để mời gà và Nam đến Đài Loan gặp Lôi Công thêm một lần nữa. Lúc này thì Đinh Dao mới lộ mặt gian manh, giết Lôi Công rồi đổ vạ cho bộ đôi Hương Cảng. May là Nam và gà có hào quang nhân vật chính nên vẫn làm được quả super hero landing rồi thoát đi. Hóa ra là Đinh Dao đã qua lại với anh mặt ngầu từ lâu và cùng nhau lên kế hoạch chiếm lấy Tam Liên bang. Nhưng mà trai đẹp không đáng tin thì gái đẹp cũng thế. Đinh Dao dụ được Đại Phi về làm cho mình, rồi thì lại trở mặt thủ tiêu anh mặt ngầu, một mình nắm chùm Tam Liên bang tiến vào Macau. Nam và gà về được Hồng Kông thì lại dẫn người qua casino mới của Tam Liên ở Macau phá đám. Do là khai trương nên có vài cán bộ ở Macau đến dự, không chịu được mấy ông thần Hồng Hưng nên lại định bắt Đinh Dao đóng cửa sòng bài. Sau đó thì Hồng Hưng và Tam Liên dẫn nhau ra quảng trường để chơi trò xem ai đông hơn nào. Đang vui thì bị đứt dây đàn. Đại Phi trở mặt chĩa súng vào đầu Đinh Dao, rồi đưa anh mặt ngầu ra làm chứng cho Nam và gà không giết Lôi Công. Hóa ra là Phi làm tay chăm cho Nam. Từ lúc nào thì tôi cũng không biết vì phim không nói rõ. Chắc là từ lúc xem sổ kế toán rồi biết Nam chơi sạch đấy. Các sếp của Tam Liên xin lỗi Hồng Hưng, rồi định đưa Đinh Dao về Đài Loan luận tội. Nhưng gà giơ tay xin phép phát biểu với Đinh Dao vài lời. Gà biết kiểu gì về Đài Loan thì Đinh Dao cũng không xong, nên là nói rõ tình cảm rồi bắn chết luôn tại chỗ. Đoạn này thì tôi định dốc một cái gì đó dâm dục, nhưng mà phim làm khá lãng mạn kiểu cục sốc nên là thôi. Sau đó thì Đại Phi cũng tuyên bố rút lui, nhường lại toàn bộ khu vịnh Đồng La cho Nam quản lý. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Phần 2 qua đi thì phần 3 lại đến, cùng với sự xuất hiện của một băng đảng khác tại Hồng Kông là Đông Tinh. Nhưng tôi sẽ tạm gọi là băng bách thú vì băng này toàn động vật. Sếp tổng của băng là anh Lạc Đà, vốn theo chủ trương hòa hảo cùng làm ăn với Hồng Hưng. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi có hai tên đàn em trở về từ Hà Lan. Đó là đại ca B đội mồ sống dậy đóng vai hổ mặt cười, và hay bị hội Nam chửi là thằng lùn. Sau lúc ta đóng anh chúng mày thì không chê lùn đi. Và đặc biệt là Killmonger Hồng Kông aka Quạ. Không liên quan lắm nhỉ, mà tôi thấy cũng giống mà. Giống. Nói chung là từ khi vừa gặp mặt thì hai tên này đã tỏ rõ thái độ với Hồng Hưng rồi. Lúc này thì A Tế tỉnh lại nhưng cosplay chi dân, khiến Nam phải tìm mọi cách để giúp cô khôi phục trí nhớ. Từ việc sai anh em parody cái vụ chuộc xe, rồi đưa A Tế đến cái chỗ ăn bánh bao trong phần 1. Nhưng nói chung là đều không có tác dụng. Sau đó thì gà được mục sư Lầm mời đến nhà thờ để nhờ bảo vệ cô con gái mới đi du học ở Anh về. Cô này là Thục Phấn, đã xuất hiện thoáng qua từ đoạn parody và đã check hàng gà. Từ đây thì Thục Phấn dính lấy gà, cả khi cả hội về khu chung cư cũ thăm bà nội Nam. Gà cùng Lương Nhị và Vỏ Chuối xuống sân chơi banh thì bị mấy thằng nhóc bách thú cầm chai coca bắt nạt. Nhưng mà gà lớn rồi nên là thách cho nó dám động vào mình, rồi dũng cảm bỏ chạy. Sau đó gà đưa Thục Phấn về nhà và nhìn thì cũng đứng đấy. Đi Tây về thế có biết trịch dạo không? Eo ơi không chịu đâu ý ý. Xoẹt, ngạc nhiên chưa? Bị bố bắt gặp thì Thục Phấn bắt đầu trích dẫn kinh thánh cái gì gì đó. Tôi cũng không hiểu lắm vì không theo đạo. Mà drama cha con này cũng chỉ có một đoạn, ngay sau đấy là hòa giải rồi nên là bỏ qua. Lúc này thì Hổ và Quạ đã bắt đầu manh động, bắt tay với một đại ca Hồng Hưng mở quán bar tranh địa bàn của Nam. Tất nhiên là bị anh Lạc Đà chửi trong một trận, nhưng mà kệ chứ. Bíp với Hồng Hưng vui vãi lìn.
cô ạ lại đi bắt cóc vợ ông Tưởng chụp ảnh khỏa thân. Cô này là diễn viên nên là hình ảnh rất quan trọng. Một khi đã giữ đống ảnh đấy thì ép làm cái gì cũng làm. Sau đó thì Hổ và Quạ được anh Lạc Đà sai đi hộ tống ông Tưởng và vợ sang Hà Lan công tác. Tất nhiên là Nam cũng đi cùng. Sau một màn quảng cáo kích cầu du lịch Amsterdam các thứ thì Nam chỉ đường đến phố tàu cho một ông Tây, rồi bắt tay và bị Quạ chụp ảnh lại. Hóa ra ông Tây này là vệ sĩ của bên đối tác. Hội giang hồ Hà Lan gạ ông Tưởng tuồn Mai Thúy vào Hồng Kông. Giang hồ xịn là không buôn Mai Thúy. Đã xem bố già chưa? Dù gặp mặt làm ăn không đi đến đâu nhưng ông Tưởng vẫn vui vẻ ra về. Nào ngờ Hổ và Quạ đã bố trí mai phục, biến phố tàu Amsterdam thành một trường trung học tại Mỹ. Nam may mắn thoát được màn xả súng, nhảy xuống được một con sông gần đó và bơi về Hồng Kông, tạm thời ẩn náu tại nhà của mục sư Lâm chờ thời. Lúc này thì Quạ lại ép vợ ông Tưởng vu cho Nam là hung thủ, rồi dùng ảnh Nam bắt tay với ông Tây để làm bằng chứng. Đại Phi không tin nên vẫn quyết tâm nói đỡ cho Nam, nhưng Trần Diệu thì vẫn theo cách cũ là biểu quyết. Và tôi thề là cái hội Hồng Hưng này trên phim nó ba phải vai lìn. Trừ Đại Phi thì ai cũng vốt Nam là thủ phạm. Rồi lại bắt thăm xem ai đi xử Nam thì lại trúng vào Phi. Anh Lạc Đà thì thừa biết hai thằng em nên lại chửi Hổ và Quạ như được mùa. Chửi xong định lên phố thì bị hội gà đánh úp cho nhập viện. Quạ bị chửi nhiều thì máu dồn lên não, nói với Hổ là lão làm anh chúng mình hơi lâu rồi nhỉ. Xong hai thằng em vào viện giết luôn ông anh. Anh Lạc Đà chết thì gà bị bắt, nhưng cảnh sát đã có bằng chứng là Hổ và Quạ làm, nên dụ gà làm tay trong hỗ trợ xử lý hai thằng điên. Sau đó thì Quạ không hiểu moi đâu ra được chỗ Nam trốn, kéo người đến định giải quyết luôn cho gọn. Nhưng tai Nam thính như tai chó, Quạ mới đến đầu hành lang đã nghe thấy rồi. Liền dắt A Tế và Thục Phấn bỏ chạy. Rượt nhau một hồi thì Nam lạc mất A Tế. Cô đập đầu xuống đất hồi phục trí nhớ nhưng bị Quạ bắt được. Nam thì được mục sư Lâm chặn đường cho bỏ chạy. Thì lại gặp Đại Phi đứng đợi ở đây từ chiều. Nhưng mà Phi tin Nam nên lại thả cho đi. Quạ thì cũng đã chạm mặt mục sư Lâm vì đây là khu công giáo. Dù không phải ai cũng tin vào Chúa nhưng kêu đi đánh lộn thì vô tư đi. Quạ thấy đông quá cũng ngại mà cũng bắt được A Tế rồi nên bỏ về. Hắn dùng A Tế để ép Nam phải đến một mình thì sẽ thả. Nhưng thằng này bị điên mà đâu có biết giữ lời. Quạ bắn chết A Tế trước mặt Nam, rồi quay qua định xử luôn Nam thì gà ôm lựu đạn xông vào, dọa đánh sập cả cái tòa nhà này. Quạ dù điên nhưng mà cũng chưa muốn chết nên đành thả Nam và gà đi. Nhưng 5 lần 7 lượt để sổng Nam thì vẫn cay vai lìn. Sau đó thì Hổ và Quạ làm đám tang cho anh Lạc Đà. Cảnh sát cũng đến nhưng mà chỉ đứng ngoài hóng chơi thôi. Anh họ rùa của gà dẫn một đoàn tam liên đến dự tang. Lý Hảo, Lý Hảo, lý số lung tung, của nghe không thủng. Gì thế ông nhói, qua năm là trả về đại lục rồi. Tiếng quan thoại tệ thế thì mấy ông định sống kiểu gì? Nói qua nói lại một hồi thì đoàn tam liên cũng vào viếng anh Lạc Đà. Tam liên xong thì Đại Phi lại dẫn đoàn Hồng Hưng đến. Quạ thì ghét Hồng Hưng nên lại ra chặn đường đấu võ mồm tiếp. Lúc này thì Nam và gà mới từ trong đoàn của tam liên chui ra. Thục Phấn thì lẻn vào sau cánh gà, bật đoạn băng anh cảnh sát đưa cho gà, phát ra đoạn thoại của Hổ và Quạ, tự nhận đã giết ông Tưởng và anh Lạc Đà. Không chối được nữa thì võ mồm chuyển qua võ cổ truyền. Loạn đấu một hồi thì Nam vớ được cái lò và tiện tay làm luôn món quạ nướng lụi. Nướng quạ xong thì giao lưu thế là đủ, rồi ai lại về nhà nấy. Hết phần 3. Phần 4 của loạt phim lấy bối cảnh vào năm 1996, bắt đầu với đám cưới của Lương Nhị và Cây Cây. Tại đây thì chúng ta được gặp anh Khủng Long, đường chủ khu vực đồn môn của băng Hồng Hưng. Ông này thì không quan trọng lắm nhưng mà hãy để ý đến ông em phẩy lai vàng kia. Ông này tên Sinh Phiên, vừa xuất hiện đã thể hiện là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sau đó thì Hạo Nam cùng Trần Diệu và các đường chủ khác của Hồng Hưng đến Thái Lan để mời ông Tưởng này, em trai của ông Tưởng này, về làm chùm cuối của Hồng Hưng. Bởi vì Hồng Hưng được lập nên bởi một ông Tưởng khác là bố của hai ông Tưởng kia. Trong số các đường chủ Hồng Hưng thì cần chú ý đến Thập Tam Muội, hay gọi là chị 13 đi, và Hàn Bân, ghệ của chị 13. Hai anh chị này thì sau này xuất hiện nhiều. Cùng với đó là một trong những phản diện chính của phần 4, Lê Béo, đường chủ khu Bắc Hồng Kông, đứng đầu một tạp chí người lớn, nhưng từng dụ nhầm em gái anh B chụp ảnh, nên là anh B sai hội Nam đi đốt sạch sách báo phim ảnh của Lê Béo, đâm ra là hai bên ghét nhau. Trong khi các cốp Hồng Hưng đi du lịch Thái thì Khủng Long do bị bệnh nhớ nhà, cứ đi khỏi đồn môn một lúc là không chịu được nên lại ở lại Hồng Kông. Cũng chính vì thế mà anh bị một cán bộ của băng Đông Tinh giết hại, ném từ nóc nhà cao tầng xuống. Tất nhiên là băng Đông Tinh vẫn giữ nguyên truyền thống bách thú của mình. Nhân vật mới này là Hổ Sấm Sét và có cùng diễn viên với Quạ, nên tôi tạm gọi là Hổ Mặt Quạ. Hôm sau thì các cốp Hồng Hưng nhận được tin thì quyết định tìm đường chủ mới cho khu đồn môn. Chị 13 tiến cử Gà vì Gà đã từng có kinh nghiệm ở Đài Loan, nhưng Lê Béo lại phản đối và đề cử Sinh Phiên làm đường chủ. Bất ngờ là Nam lại ủng hộ ý kiến của Lê Béo và khuyên can Gà không nên tham gia tranh quyền đoạt vị. Tất nhiên là Gà không nghe và tình anh em lại rạn nứt lần thứ N. Ông Tưởng em sau đó cũng đồng ý quay về Hồng Kông, và cũng như ông Tưởng anh thì lại chia địa bàn cho Gà và Sinh Phiên. Ông nào kiếm tiền giỏi hơn thì lên làm sếp, ngắn gọn dễ hiểu. Trùng hợp là Gà đi tranh quyền ở đồn môn thì cô ghệ Thục Phán cũng tới đây làm cô giáo và được phân cho cái lớp hư nhất trường. Nói chung là đi du học về cũng khá là tâm lý, kiểu bên Tây giáo viên sẽ giống như người bạn hơn là bố của học sinh, nên ban đầu cũng lấy lòng được cái đám chẩu này một tí. Sau đó thì Thục Phấn cũng giới thiệu cho Nam cô đồng nghiệp giáo viên tên là Hân Hân, hai má đỏ hay hay. Nhìn thấy thì Nam cũng có tí ngất ngây, cơ mà cũng phải giấu thân phận giang hồ nữa.
Trở lại với cuộc đua tranh chức đường chủ đồn môn, do sinh viên là người bản địa nên có được sự ủng hộ của dân địa phương và còn được Lê Béo giới thiệu với Hổ Mặt Quạ. Anh này thì khỏi nói rồi, vừa gian vừa giàu, nên muốn dùng sinh viên làm con rối để kiểm soát khu vực này. Gà mới đến đồn môn thì mở tiệc mời gọi bạn bè gần xa, bà con cuối phố đến để ra mắt. Nhưng mà ai cũng đến chào hỏi xã giao vài câu rồi bỏ hết sang bên sinh viên dự tiệc. Quê. Lúc về thì gà bắt gặp sinh viên đang giở trò đồi bại, tính hãm hiếp một cô gái nọ. Gà nổi máu Hoàng Phi Hường xông vào. Dũng cảm xin lỗi hộ, nhưng mà lại quê. Đấy là ghệ của sinh viên đang chơi trò nhập vai 50 sắc thái. Nói chung là mưu hèn kế bẩn sinh viên có hết. Tất cả những người ủng hộ gà đều bị tấn công. Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay sinh viên. Thục Phấn lộ thân phận ghệ gà thì cũng bị tụi học sinh chẩu úp bô phải vào viện, khiến Nam bất đắc dĩ phải trở thành Great Teacher Trần Hạo Nam. Anh cảnh báo tụi học sinh về mặt trái của băng đảng, tất nhiên là chúng nó méo nghe, nhưng mà cũng có tí ngại. Đến đây thì Hân Hân cũng đã thấy nghi ngờ về thân phận của Nam. Lương Nhị cưới vợ xong mất tích hơi lâu nên xuất hiện trở lại để cố giúp gà bằng cách gọi hội để ám sát sinh viên. Nhưng một lần nữa anh lại thể hiện rằng trên phim mình chỉ là nhân vật phụ và bị đánh cho trọng thương. May có Đại Phi đến cứu kịp, đưa về nhà dưỡng thương. Nhưng Bao Bì lại dại gái, bị bạn gái em sinh viên dụ dỗ để lộ địa chỉ của Nhị, dẫn đến một sự cố khá là ám ảnh khi Hổ Mặt Quạ và Lê Béo xông vào nhà Nhị cho người hiếp dâm Cây Cây rồi ném Nhị từ tầng thượng xuống đất. Đêm đó Nam chửi gà như chó vì tham gia tranh giành quyền lực không cần thiết. Hân Hân cũng có mặt tại hiện trường và phát hiện ra thân phận xã hội đen của Nam, nhưng mà vẫn đi theo stalk trai đẹp. Nam trầm cảm, Nam uống, Nam lại uống, uống tiếp, Nam ngất. Hân đưa Nam về nhà, rồi điều gì đến nó cũng đến. Ngày phán quyết cuối cùng cũng tới, gà và sinh viên đối đầu trong cuộc võ mồm quyết định. Bình thường thì sinh viên nói chuyện như kiểu giáo viên ngữ văn cấp 1 mất sớm, nhưng hôm nay có Hổ Mặt Quạ ở sau mớm lời nên là diss gà như Eminem diss Machine Gun Kelly và giành luôn thế áp đảo khi bỏ phiếu. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, chị 13 và Hàn Bân chen ngang mang theo cô bạn gái của em sinh viên bị cắm sừng nên đã đổi phe. Bé này biết mọi thủ đoạn mà phe sinh viên đã dùng nên được lên sân khấu cầm mic bóc phốt. Sinh viên định làm tí võ nghệ nhưng không được, đã bị ngăn lại lại còn làm rơi mất phao, khiến Hổ Mặt Quạ bị lộ tẩy, tiện tay bắn luôn cô em gái. Sau đó Hổ bị quay nhưng không hề nao núng, bảo là chúng mày chỉ có chó đàn, giỏi thì solo, Nam thì thích là chiều, tiện thể trả thù cho Nhị luôn. Nào ngờ Hổ lập room đấm bốc rồi lại chít chơi dao. Nhưng chưa kịp chém phát nào thì Lê Béo từ đâu phi ra, cầm thanh katana xiên luôn Hổ Mặt Quạ, rồi tuyên bố trung thành với Hồng Hưng. Khôn như Lê Béo quê ông tưởng đầy nên là bắt bài chửi Lê Béo một tràng rồi đuổi sang Albany. Sau đó thì đưa Đại Phi lên thay vị trí của Lê Béo. Gà cũng được thăng làm đường chủ ngang hàng với Nam. Lúc này chị 13 mới đưa Nam thư của Hân Hân, nói rằng anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Nên là đến hết phần 4, Nam vẫn cô đơn trong mùa đông giá rét. Chuyển cảnh sang phần 5, lấy bối cảnh nửa sau của năm 1997, Hồng Kông lúc này đã được trả về với Trung Quốc với lời hứa sẽ không có gì thay đổi trong vòng 50 năm tiếp theo. Tin ai chứ tin tàu là sai rồi. Trở lại với năm 97 thì ông Tưởng rất là tỉnh, biết rằng thời của xã hội đen đã hết nên dặn Nam phải tập trung làm ăn trong sáng, làm giang hồ trong bóng tối. Nhưng mà rắc rối thì vẫn không buông tha Nam. Một Hạo Nam khác là sư đồ Hạo Nam xuất hiện cạnh tranh địa bàn vịnh Đồng La với Hạo Nam họ Trần. Vì anh Nam này thuộc băng Bách Thú nên tôi sẽ gọi là Nam Thú. Nam Thú dẫn đệ đến quán bar của Nam Trần để gây rối. Đang liên thuyên đến đoạn Hồng Kông chỉ cần một Hạo Nam thì bị thanh tra Lý can thiệp, bảo là hết cái thời vô pháp vô thiên rồi, bây giờ ông đây quản lý chúng mày. Nam Thú không dây dưa với cảnh sát nữa và đánh bài chuồn. Thanh tra Lý dặn dò Nam Trần là đừng có mà dở cái thói giang hồ, có biến thì phải gọi ngay hotline 113 hiểu chưa. Nam Trần sau đó đi ăn đêm với anh em thì gặp đầu to, người 9 năm trước đã nhận tội đi tù thay anh B. Giờ ra tù thì quyết tu tâm sống không tạo nghiệp, đi bán báo vỉa hè và không muốn dính líu gì đến giang hồ nữa. Sau đó thì Nam được ông Tưởng đưa sang Malaysia để tham gia một buổi từ thiện của sòng bạc. Tại đây thì Nam được giới thiệu với một đại gia người Malay gốc Quảng, Trần Gia Nam. Tôi sẽ gọi ông này là Nam Già. Nam Già mời Nam Trần hợp tác làm ăn, trước tiên là một dự án bất động sản tại Malaysia, sau đó là làm bảo kê cho một sòng bạc trên du thuyền. Đồng thời thì Nam cũng gặp và phát triển tình cảm với Thư Kỳ. Lúc này ở Hồng Kông thì đầu to bị băng Bách Thú đòi tiền bảo kê, tất nhiên là anh không chịu trả và liên tục bị quấy rối. Dù Bao Bì và Chuối cố gắng bảo vệ nhưng mà đầu to vẫn bị đốt mất sạp báo. Nam về Hồng Kông nghe được tin thì đến phòng tập kích boxing ngày xưa, gạ đầu to đấm nhau tay bo. Nam thắng thì đầu to phải trở lại theo Nam, thắng là chắc rồi, nhân vật chính mà. Sau đó thì Nam Trần đón Nam Già đến Hồng Kông để ký hợp đồng, nhưng mà cái hợp đồng lại toàn tiếng Anh. Nam Trần thể hiện luôn là sống ở thuộc địa Anh cũng chưa chắc đã biết tiếng. Dù chẳng hiểu gì nhưng Nam Trần vẫn ký vì tin tưởng Nam Già. Trong buổi lễ khánh thành sòng bạc trên du thuyền thì Nam Trần bất ngờ gặp Nam Thú và tính đuổi đi, nhưng hóa ra Nam Thú lại là khách của Nam Già, hơi bị khó chịu ấy nhá. Tết đến xuân về Nam Thú vẫn không tha, đến nhà hàng của Nam Trần để phá đám. Nam Trần cay lắm, nhấc máy gọi ngay 113 để nhận sự hỗ trợ của thanh tra Lý. Tiễn vong xong thì Nam Trần và gia đình ăn Tết, nhưng mà sang hôm sau thì bất ngờ lớn, đầu to phát hiện có sai sót trong hợp đồng của Nam khi không nhắc gì đến cái vụ du thuyền mà chỉ có bất động sản. Cảnh sát cũng ập vào bắt Nam vì tình nghi có liên quan đến một vụ mưu sát nhắm vào một thám tử Malay đang điều tra các dự án bất động sản mà Nam đang tham gia.
anh lớn Hồng Hưng bị bắt thì bên Bách Thú cũng động thủ, bắt đầu tấn công vào địa bàn của Nam. Và cả hai băng bị bắt một đống, bao gồm cả Chuối. Cô cậu Bách Thú thì vào đồn rồi mà vẫn húng chó, giật súng của cảnh sát rồi bắn luôn Chuối trong đồn. Tội anh diễn viên, chết hai lần trong một loạt phim. Sau đó thì Nam cùng Gia Quyến Chuối kéo đến trước đồn cảnh sát, đòi xông vào trong nhưng thanh tra Lý bảo phải nể mặt, nên là làm ma chay trước cửa đồn luôn. Rồi Nam lại dẫn người ra ngoài du thuyền gặp Nam già. Nam già không sợ mà nói thẳng luôn là cái loại như Nam Trần không làm ăn lớn được đâu. Rồi cho biết là đã thuê Nam Thú làm bảo kê du thuyền, loại Nam Trần khỏi dự án. Căng thẳng leo thang thì đương nhiên là hẹn nhau làm tí võ nghệ. Nam già quyết định tài trợ cho Nam Thú tổ chức một trận kickboxing giữa đại diện của Hồng Hưng và Đầu To và đệ của Nam Thú, nhà vô địch Hà Dũng. Nam già cũng tiết lộ thư kỳ chỉ là tay trong của mình, tiếp cận Nam Trần chỉ để tuồn thông tin cho hắn ta. Nhưng thách thức trai đẹp là sai rồi. Thư kỳ thích nam đẹp chứ không thích nam già, nên là đến hôm tổ chức đánh nhau, thư kỳ dẫn vợ nam già đến bóc đủ thứ phốt của ông đại gia. Tuy nhà tài trợ thì bỏ trốn nhưng mà trận kickboxing thì vẫn được tổ chức. Khi hai thằng đệ lên đài thì hai thằng anh lại dẫn nhau ra hậu trường đánh nhau không cần luật cho nó nhanh, với hẹn ước là ai thua thì phải rời khỏi vịnh Đồng La. Nói về trận trên đài thì Hà Dũng bị chị 13 chơi đều, cử một con giáp thứ 13 tóc vàng da trắng làm bảy choác trước trận đấu, nên Đầu To cứ hạ bộ mà táng là ăn game. Hai em xong rồi nhưng mà hai anh Nam vẫn chưa xong, nên là lại dẫn nhau lên đài đánh tiếp. Không cần nói gì cũng biết nhân vật chính lại thắng. Ở đây chỉ cần có một hạo Nam thôi, và nó họ Trần. Đánh nhau xong thì thanh tra Lý đã được Nam Trần phím cho từ trước, hốt được một ổ giang hồ về để chấm công tăng lương. Sau cùng thì thư kỳ cho Nam xem ảnh tình đầu của mình nhìn giống hệt Nam, để chứng minh tình cảm của mình là thật. Cá nhân tôi thì xem đoạn này thấy khá là what the fuck. Giống nhau thì liên quan méo gì đến tình cảm là thật hay giả. Nhưng mà thôi, nói chung là hai người chính thức hẹn hò, và cũng kết thúc luôn 5 phần phim chính truyện của đạo diễn Lưu Vĩ Cường. Ông này còn đạo diễn thêm một phần tiền truyện về thiếu niên Trần Hạo Nam nữa, nhưng không có Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân, và một phần spin-off hậu truyện kể về gà ở Nhật Bản, thường được gọi là Người Trong Giang Hồ 6. Nhưng mà liệu tôi có làm nốt hay không thì nói chung là cũng còn tùy hứng, và tôi còn quại. Nhớ ấn subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.